Có một bạn đặt mua combo làm tranh gạo. Tuy nhiên là bạn chỉ mua gỗ và gạo thôi. Thì mình có in cho bạn, tặng bạn bức cái mẫu này. Đây là mẫu bạn chọn này. Và gỗ thì bạn mua về bạn sẽ tự vẽ. Có thể bạn sẽ sáng tạo lên hoặc là thêm bớt cái gì đó. Thì về gạo mình chuẩn bị 12 màu. Đây, từ màu sáng, màu trắng này, qua các cái màu rất là đều. Tại vì căn cứ bức tranh thì bức hoa sen này khoảng 2 tuần trước mình đã làm trên size 40 60. Thì quan sát bức tranh thấy màu nó phân phối khá là đều, từ màu tối này chuyển sang màu sáng, cũng như là các bông sen cũng có sáng có tối. Sen thì sáng còn lá thì tối này. Về bức này thì bạn hoa sen ấy, thì có lưu ý là gắn được thì nó đẹp, tức là bạn bôi keo sữa bạn gắn đấy, gắn cả những cái đường chu vi và gắn cả cái phần phần nền bên trong. Nói về cánh hoa cũng thế, à về về cái những cái lá sen này cũng thế này. Đấy, thì có một con chuồn chuồn, có những cái lá nhỏ này. Còn phần nền ấy thì bạn, nếu bạn tiết kiệm thời gian thì bạn nên đổ. Còn nếu mà bạn vẫn muốn gắn gắn hết ấy, không dùng keo 502 ấy, thì bạn dùng toàn bộ keo sữa và bạn gắn tất thì cũng được. Tuy nhiên là sẽ rất là lâu, nhất là với bức to như này. Đó, thì với các màu như này mình cũng ước lượng tương đối. Bạn có thể là căn cứ vào đó. À, chắc chắn là nó thừa đấy, bởi vì các combo mình đều tính thừa hết, thừa một chút để mà tránh việc là đang dùng mà lại thiếu thì sẽ rất là dở. Vì thế là mình bảo đông thừa một xíu. Thì hy vọng là bạn sẽ làm và sẽ gửi cho mình xem hình. Ok, giờ mình sẽ gói.